Chào thầy và các bạn, em tên là Thu Thảo, đến từ lớp Quốc Việt IK44. Hôm nay em xin trình bày vấn đề khi nào thì sử dụng từ infection và khi nào thì sẽ sử dụng từ infestation. Cả hai từ infection và infestation đều có thể được hiểu là sự nhiễm. Trong đó, khi nói về pathogens như là bacteria, virus, fungi and parasites thì chúng ta thường bắt gặp từ infection hơn. Theo Wikipedia thì infection là sự xâm nhập vào mô của vật chủ do các tác nhân gây bệnh, sự nhân lên của chúng và phản ứng của mô vật chủ đối với tác nhân và chất độc mà chúng tạo ra. Còn infestation là tình trạng bị nhiễm ký sinh trùng. Nó được đề cập đến các sinh vật sống trên da hoặc là bên trong cơ thể của vật chủ. Do đó, sự khác nhau giữa infection và infestation được thể hiện qua ba tiêu chí. Đó chính là định nghĩa, nguyên nhân gây ra mỗi bệnh và tiếp theo là cơ chế của mỗi bệnh. Nói chung thì thuật ngữ infestation dùng để chỉ các bệnh do ký sinh trùng gây ra, ví dụ như động vật chân đốt, ve bọ ve rận hoặc là giun sán. Còn các bệnh do bốn nhóm protozoa, fungi, bacteria và virus gây ra thì sẽ được gọi là infection. Tuy nhiên, khi nói về normal flora như là Staphylococcus epidermidis ở da hay là Lactobacillus âm đạo phụ nữ thì chúng ta không nên sử dụng từ infection, bởi vì đây là các vi trùng thường trú là bạn của chúng ta. Từ đây, chúng ta đặt ra câu hỏi, vậy nếu nhiễm amip thì sẽ được gọi là infection hay là infestation? Trả lời vấn đề này thì chúng ta hãy ôn lại về protozoa. Trong tiếng Hy Lạp, proto có nghĩa đầu tiên là sớm nhất, còn zoa có nghĩa là các sinh vật có cấu trúc phức tạp. Hình thức số ít của chúng chính là protozoan. Đây là các sinh vật xuất hiện sớm nhất trên hành tinh, là sinh vật đơn bào có khả năng chuyển động và dị dưỡng. Chúng phân bố khắp mọi nơi, ví dụ như đất, nước ngọt, nước mặn và ngay cả trong cơ thể. Amip hay trùng biến hình là các sinh vật đơn bào còn đặc trưng bởi hình dáng không theo quy luật nhất định. Các nhà sinh vật học thường sử dụng thuật ngữ amoeboid hoặc là amoeba để chỉ về các sinh vật di chuyển bằng cách sử dụng chân giả. Trong tiếng Việt thì từ amip được dịch từ tiếng Pháp chính là amoeba. Tên khoa học của chi amoeba lẫn thuật ngữ amoeboid nói chung thì đều có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại, chỉ sự thay đổi biến hình. Tóm lại thì amip chính là một chi của protozoa. Vậy nhiễm amip thì được sử dụng từ infection. Câu hỏi kế tiếp được đặt ra đó chính là vậy bacteria và protozoa khác nhau như thế nào? Bacteria và protozoa có quan hệ họ hàng rất xa với nhau. Bacteria thì được phân loại là sinh vật nhân sơ hay gọi là prokaryotes, còn protozoa là sinh vật nhân chuẩn hay gọi là eukaryotes. Hai sinh vật này khác biệt rõ ràng về cấu trúc. Bacteria thì hầu như luôn sinh sản thông qua phân đôi đơn giản hay gọi là simple binary fission, trong khi protozoa một số thì dùng phương pháp này, một số thì phân tách thành nhiều hơn hai con và một số thì sinh sản hữu tính. Tóm lại, infection và infestation là hai cơ chế mà pathogens dùng để xâm nhập vào cơ thể của vật chủ. Infection là do sự xâm nhập của các vi sinh vật gồm bốn nhóm, đó là protozoa, fungi, bacteria và virus. Ngược lại, infestation là do sự xâm nhập của các vi sinh vật phức tạp hơn, ví dụ như ký sinh trùng, như là động vật có chân đốt hoặc là giun sán. Do đó, sự khác biệt chính giữa infection và infestation đó chính là loại sinh vật tham gia vào mỗi cơ chế. Phần trình bày của em đây là hết. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.